Đây, hôm nay là em đã cứu cứu được một sinh linh bé nhỏ luôn. Đây, vỏ nó bị nặng 1-9, 1-9, 30/9. Em này là, ôi trời trời, không biết có được. Đây này, em này là nó bị em gọi là bị nặng đấy, gọi là bị nặng vỏ đây này, em bị sáp này, em phải lấy tay em bóc ra. Nhưng không sao đâu, bóc ra thế này là chim nó sẽ mẹ nó u rồi nó sẽ hồi thôi, chứ không 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 no. À, nếu như mà chúng ta không phát hiện kịp thời thì gần như là chúng ta bị hỏng mất một nạch, một lứa, một đôi. À, thì kinh nghiệm là nhiều khi là một con nó đã nở, một con nó nở 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 cứng như thế này rồi này. Đấy. Mà con kia mấy con mổ mỏ thì các bác phải nên nhớ là nó y nó có thể là nó do thời tiết hoặc là do cái nó ấp nó không được say á, thì các bác cứ mạnh dạn các bác hé cái ra mà thấy nó gọi là nó có thể bóc được thì các bác bóc nhá, còn nếu mà nó vẫn còn máu thì các bác đừng có mà bóc. Đấy thì em sẽ lên sóng cho các bác một đôi nữa. Chia sẻ một chút nhưng mà em cũng phải bán hàng một chút đấy các bác nhé. Đây, bán hàng một chút, đôi này là nó đã ok rồi. Đây rồi, bắt đầu là nửa nửa cườm rồi đấy. Đôi này đeo cái vòng màu nâu zin đôi đấy. Chia sẻ cho các bác là những cái đôi nó nguyên đôi luôn. Rồi đây con trống thì mọc nhiều cườm hơn, con mái thì chưa chưa cườm mấy. Cái đôi này để cho các bác là 600k nhé. Đây là video gần như là hữu nghị trong buổi tối ngày hôm nay, giọng thổ phấn hồng này, chim mà là đây là con chim trống này, đây là con chim trống nhé các bác nhé, mỏ rất là cong rất là đẹp. Đấy, con trống như con trong trường hợp này, con trống này là mọc cườm trước. Số của chú Thao là 0335305982. Đây là chim là nguyên đôi, zin đôi. Đấy, hai con đều đeo cái vòng màu nâu. Đấy, chia sẻ cho các bác như vậy. Đấy. Nhà thì nó có nào thì em đăng vậy. 2 ngày hôm vừa rồi em rất là bận nên là không lên được video. Hôm nay em lên bù. Đôi này thì thường ra nó sẽ thêm 100-200 nữa nhưng mà nó là cái video khuyến mại trong buổi tối ngày hôm nay nha các bác nhé.